Cho anh 2 chén. Thịt xong khói này không có nhiều mỡ nè mọi người. Rồi 3 chi một cái chút xíu mỡ cũng lấy ra luôn. Đó. Không bao giờ ăn một miếng mỡ nào hết trơn. You want brown, Cameron? Yes, please. My feet. Wait, should we do the bike game with this? Hello cô chú anh chị ơi, Kim đang ở công viên hả mọi người. Chị Chi, mấy cha con của Chi Chi là đang đá banh nè cô chú anh chị. Em Chi cũng rất là mê đá banh luôn. Ở trong trường á, trong lớp của ông Chi cô chú anh chị, năm ngoái lớp mẫu giáo ha, là cũng có cái đội bóng đá nữa đó. Như mấy bé 5 tuổi là đã bắt đầu cho vô câu lạc bộ bóng đá rồi đó cô chú anh chị. Trong lớp Chi nè, ở trường Chi là cũng có một cái đội ha. Kim cũng thấy có nhiều bé gái chơi lắm. Em Chi nói là em Chi cũng muốn chơi đá bóng. Nhưng mà Kim sợ con gái mà chơi đá bóng á, sợ chạy nhiều té nè, tay chân thẹo thọt không. Cho nên Kim vẫn chưa có cho, nhưng mà em Chi rất là mê luôn. Tại vì Chi thường hay đi xem hai anh đá banh á, cho nên rất là thích. Cuối tuần hôm nay nắng ấm á cô chú anh chị, cũng có nhiều người người ta đang đi ra công viên ngồi nè. Trải thảm ra picnic hả mọi người. Cái công viên này Kim thường hay đi lắm nè. Cái sân cỏ rất là lớn ha. Giờ bên đây có hồ nước, có rất là nhiều vịt thiên nga luôn. Ở bên kia có một cái đôi bạn đang ngồi ôm nhau. Kim vô tình Kim không thấy. Và phía bên này nữa là có khu chỗ trò chơi cho trẻ em nè. Ở công viên này là có hai quán cà phê hả cô chú anh chị. Quán cà phê phía bên đó có toilet và cà phê luôn. Bán kem, bán cà phê, nước uống vậy đó. Kim có đem nước uống với lại Kim không có làm đồ ăn. Tại vì do là mới ăn ở nhà xong rồi mới đi. Cho nên là Kim chỉ đem một ít khoai tây chiên nè. Cho mấy bạn nhỏ một chút nữa ăn nhẹ, ăn chơi thôi. Kim có đem thêm một ít cam với lại chuối, táo nữa. Ai muốn ăn thì ăn ha. Daddy, play, play. And then I can put it somewhere clean so they can connect to me. You're over there now. Here we go. Sợ lắm. Con gãy gần nó sợ. Giật quyến cục nó luôn đi. Trời nó bay là quá trời nha. Nè, cái gì kìa. Đây nè em Chi đó. Em Chi ăn bánh mà em Chi còn cho mấy con chim nó ăn nữa. Ui chà. Mấy con chim này nó hôi dễ sợ luôn, nó lại đây nó hôi quá. Con chim nó Kim thấy ở trên cái chân nó có đeo một cái giống như cái miếng cái dòng có số á, người ta bấm số vô hết cô chú anh chị. Cái chim này dạng ghê nè, lại gần. Dạng hả chị ha? There we are, look, wait, no, wait, Jacob, stop, come back, where Cameron? Cameron, I'll say when Cameron goes, right, just a minute. 5 seconds. No, you start when you start it. No, he goes when I say ready, and then I'll press this, and then you'll get 5 seconds. Okay. So look, I'm setting for 5 seconds. Look, Jacob, 3, 2, go. Go.
Rồi té, té là chết luôn. Dán lên. Dán lên. Mấy anh em đang đua nè. Let's go, honey. What size does she normally take? Ten. Nine. She was 10 was she? Yeah. Okay. So we're not 10 and a half. Maybe she's all a bit okay, now. Up a little bit, 10 and a half. Mua giày đi học cho em Chi ha, cô chú anh chị. Giày à. Yeah, phải thử size nữa nè. Nấu bữa tối cô chú anh chị, tối nay nhà Kim sẽ làm đùi cừu hầm rượu van đó, mà ba Chi rất là thích cái đùi cừu mua trên siêu thị nè. Để cho lò nướng nướng 40 phút hả mọi người. Con sóc. Con cừu. Con sóc. Con cừu. Kim sẽ làm khoai tây. Cùi thịt gà đó các anh chị, hai cái đùi cùi chứ hai miếng ức gà, hai anh của Chi thì ăn ức gà hả mọi người. So to you 2 to 3 minutes and we're going to have our dinner. You've got 3 more minutes before the chicken's finished. Lauren, 3 minutes, you're all out. Anh hai của Chi sẽ không ăn hả cô chú anh chị? Anh hai Chi lúc nãy là đi ăn với bạn, đi ra ngoài ăn hamburger với bạn rồi. 4 người ăn thôi. Ba Chi không ăn khoai tây, ổ khoai lang. Nhà không ăn khoai lang đó, mình chỉ mang là cái khoai vàng vàng là khoai lang nè.
Đây là cô chú anh chị hai cái đùi cừu. Đùi cừu mới vừa ăn tuần trước luôn đó mọi người. Ăn vào thứ 5 thứ 6 tuần trước là chưa đến một tuần luôn đó. Rồi, which one do you want? Any one. Rồi, eat out. Which one's mine? Yeah. That one. Mm. Let's have just like him, like him. Nah. No, that's just fat. I don't want not all fat, that. The meat down here and where the fat. Đây bữa tối của Kim hả cô chú anh chị? Đùi cừu nè. Cơm và khoai lang. Bữa nay hơi nhiều tinh bột hả cô chú anh chị? Với lại bông cải luộc. Cái này là thịt gà cuộn với lại thịt gà cuộn với gì ta? Thịt gà cuộn thịt xông khói nướng có xúc xích với lại thịt viên đó mọi người. Right, and then pass me the plate of chi, please. Củ chi hôm nay ăn hơi nhiều thịt đó. Thịt gà xúc xích. She won't eat the stuffing, will she? Mm. She will? Mm. Okay. Nice. So way way, so wawa, so wawa. 29. Oh. I got my own chicken, yay. Rồi, chị bưng cái này của chị là ghế ngồi đi. Chị là ghế ngồi, mẹ bưng cho. Là ghế ngồi. I'm gonna sit by the window. Daddy, let me show you which sausage I really, really love. Oh, that's next to you. Mom, come and sit next to me. Này, cảm ơn sức thê nè. Come in. You're gonna sit opposite me, it's almost the same. Okay. Put a different side of the table. Karen, there's yours, darling, okay? Nah, Daddy, let me show you which sausage is really my favourite, this one. Well, you know the one that you had this morning? What? They're just the same, but they're cut in half. Want a drink, Dad? Yeah. Want some of mine? There's a can open that I opened before. Daddy, I really like this sausage, but not the one in the morning. Are these wedges? You can finish that. No, they're chips. Kim's and homemade chips. Yeah, I need a knife so I can cut this. We'll do that in a minute, baby. You get in there, right? Oh, yeah, you want to get them there. No, I just want my own knife. Yeah. Can you get in there? Bobby. We got a plan.